Thân xác phục sinh và sứ vụ. Tin mừng Luca kể lại việc Đức Giêsu sống lại, hiện ra với các tông đồ và ban bình an cho các ông. Các ông tưởng là ma nên kinh hồn bạc vía, nhưng Ngài cho các ông xem thương tích thánh giá trên thân xác Ngài và bảo: cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây. Rồi Ngài sai các ông ra đi, nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem. Tin mừng Gioan kể chi tiết hơn với sự việc Tôma từ chối không tin Đức Giêsu đã hiện ra với các anh em khác khi ông vắng mặt và đòi xỏ ngón tay vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn Thầy rồi mới tin. Đức Giêsu đã sống lại. Đó là điều các môn đệ của Ngài đã không tin, dù Ngài đã nhiều lần báo trước Thầy sẽ phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết và ngày thứ ba sẽ sống lại. Đó là điều nhiều người không thể tin vì cho là nhảm nhí, trẻ con, hoang đường, như các tông đồ đã cho là chuyện vớ vẩn nên chẳng tin. Khi các bà Maria Magdala, bà Joanna và bà Maria mẹ ông Giacobbe từ mộ hối hả chạy về báo tin Thầy đã sống lại. Đó là điều nhiều người không dám tin, như hai môn đệ trên đường Emmau, vì quá thất vọng do trước đây vẫn hy vọng rằng Người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Đó là điều nhiều người không muốn tin vì sợ, như các môn đệ đã đóng kín cửa vì các ông sợ người Do Thái. Đó là điều nhiều người nghi ngờ như Tôma, vì nghĩ Thiên Chúa đã bỏ rơi Đức Giêsu và phá hủy công trình cứu thế của Ngài qua cuộc tử nạn thánh giá. Đó là điều nhiều người tiên thiên và cương quyết không tin và tìm mọi cách ngăn cản, cấm đoán người khác tin như các thượng tế và Pharisêu. Đến khi không còn có thể ngăn cản, cấm đoán thì tìm mọi thủ đoạn như xin Phi-la-tô cho lính canh mộ, vì sợ các môn đệ Đức Giêsu lấy trộm xác của Ngài rồi phao tin Ngài sống lại, và dùng tiền mua chuộc đám lính canh mộ để họ làm chứng gian. Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Thực vậy, có nhiều thái độ và chọn lựa khác nhau trước biến cố sống lại từ cõi chết của Đức Giêsu, và mỗi thái độ, mỗi lựa chọn đều là những quyết định mang tính cuộc đời và đem lại giá trị có tính đời đời. Người đón nhận biến cố sống lại của Đức Giêsu là ơn giải phóng, cứu độ thì lên đường loan báo: Đức Giêsu đã chết và đã sống lại, Ngài thật là cứu Chúa. Còn người từ chối tin mừng phục sinh thì tiếp tục chối bỏ và triệt hạ niềm tin nơi Đức Giêsu phục sinh của người khác. Với chúng ta, những người đi theo Đức Giêsu phục sinh và đang loan báo Chúa đã sống lại thật rồi, alleluia, chúng ta cần nhận ra đâu là điều Đức Giêsu phục sinh mong đợi. 1. Đức Giêsu phục sinh mong đợi các môn đệ của Ngài lên đường loan báo tin mừng với thân xác phục sinh đầy thương tích lòng thương xót. Các tin mừng đều ghi lại rất rõ lệnh truyền lên đường loan báo tin mừng, làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em, gắn liền với việc Chúa phục sinh. Đức Giêsu đã chỉ chính thức và long trọng sai đi sau khi Ngài đã sống lại. Bài sai loan báo tin mừng sống lại ấy đã được viết bằng máu và nước từ thương tích của thánh giá còn hằn sâu trên thân xác của Ngài khi Ngài hiện ra với các môn đệ và sai họ đi. Khi bảo Tôma, đặt ngón tay vào đây và hãy nhìn xem tay Thầy, đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy,
Đức Giêsu muốn nói với các tông đồ, chỉ có thân xác phục sinh còn nguyên thương tích thánh giá của lòng thương xót mới có sức đổi mới các tâm hồn, mới có ơn cứu rỗi muôn dân, mới có thánh thần ban sự sống. Vì thế, người được sai đi phải ra đi với thân xác phục sinh còn đầy thương tích tình yêu thương xót trên thánh giá của Đức Giêsu chịu đóng đinh, mới có thể loan báo tin mừng phục sinh, mới có thể làm chứng cho Thiên Chúa thương con người và chết cho con người, mới có thể công bố không tình yêu nào lớn hơn tình hiến mạng sống cho người mình yêu như Đức Giêsu. Thiên Chúa làm người đã yêu thương con người vô cùng và đến cùng, bởi không mang theo thân xác bết máu tình thương xót, không mặc lấy thân xác còn hằn sâu vết đinh lòng bao dung, không trở nên thân xác hoắm sâu lưỡi đồng ở cạnh sườn lòng nhân hậu, không đồng hình đồng dạng với đấng chịu đóng đinh, chết tất tử trên thánh giá. Không tông đồ nào có thể làm chứng được Đức Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Không sứ giả nào có thể loan báo tin mừng phục sinh. Không nhà truyền giáo nào có thể thuyết phục tâm hồn người nghe sứ điệp của Thiên Chúa. Và không ai có thể trở thành người gieo hạt giống nước trời. Bởi chỉ có Đức Giêsu đích thực phục sinh sau khi đã chết. Chỉ có Đức Giêsu sống lại sau khi đã được chôn trong mồ. Chỉ có biến cố sống lại của Đức Giêsu sau biến cố chịu khổ hình và đóng đinh chết treo trên thánh giá. Và chỉ duy một Đức Giêsu chịu đóng đinh và sống lại mới là đấng cứu độ đích thực của nhân loại. Không có Đức Giêsu sống lại xa lạ với Đức Giêsu chịu đóng đinh. Không có Đức Giêsu phục sinh khác lạ Đức Giêsu rũ liệt, bầm tím, loang máu và mồ hôi trên đường thánh giá. Không có Đức Giêsu trỗi dậy kỳ lạ, huyền hoặc từ một cõi nào đó, không phải cõi chết. Trái lại, Thiên Chúa Cha chỉ tôn vinh một thân xác sống lại từ cõi chết, một thân xác phục sinh từ cuộc khổ nạn kinh hoàng, một Đức Giêsu trỗi dậy từ mộ tối với mình đầy thương tích của tình yêu thương xót trên thánh giá. Bởi chỉ một Đức Giêsu, đấng đã chết và đã sống lại mới thực là con Thiên Chúa hằng sống, đấng được sai đến trong thế gian để cứu chuộc thế gian. Khi hiện ra với thân xác phục sinh đầy thương tích thánh giá, Đức Giêsu muốn các tông đồ ra đi loan báo tin mừng cứu độ bằng thương xót, nghĩa là làm chứng Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót, và những ai được Thiên Chúa sai đi cũng phải là những con người của lòng thương xót. Họ được sai đi cho lòng thương xót, để lòng thương xót của Thiên Chúa đến được mọi người qua chính trái tim thương xót và cuộc đời thương xót của họ. Người được sai đi, vì thế sẽ thất vọng, trở về tay trắng, nếu không lên đường với Đức Giêsu phục sinh mình đầy thương tích của thánh giá lòng thương xót, họ cũng sẽ buồn hiu, chán chường, trở về tay không, nếu trái tim cạn khô tình thương xót, đôi tay trống rỗng của lễ hy sinh và cuộc đời vắng tanh hiu quạnh những sao xuyến chạnh lòng. 2. Đức Giêsu phục sinh muốn các môn đệ Ngài loan báo tin mừng bình an, hoa trái của thánh giá lòng thương xót. Khi hiện ra với các môn đệ và với bất cứ người nào sau khi sống lại, Đức Giêsu phục sinh luôn ban bình an cho họ. Hơn ai hết, Đức Giêsu hiểu và trải nghiệm trên chính thân thể và tận sâu thẳm tâm hồn Ngài những đau đớn, khốn khổ do bạo lực gây ra. Là nạn nhân của bạo lực, là con chiên vô tội, ngây thơ bị hận thù đem đi xén lông, làm thịt. Là Thiên Chúa bị con người nhẫn tâm bạo hành. Đức Giêsu thấm thía nhục nhằn của kẻ yếu bị mũi giày người mạnh chà đạp, ứ nghẹn oan ức của người cô thế bị sức mạnh phi nhân của kẻ quyền thế vùi dập,
nghiền nát. Ngài đau nỗi đau của người vô tội bị đàn áp, khổ nỗi khổ của người hiền lành, khiêm nhu, bé mọn bị oan sai bóc lột. Vì thế khi sống lại chính là lúc Ngài toàn thắng bạo lực, chiến thắng sức mạnh chết chóc của hỏa ngục, đồng thời là lúc Ngài trao ban bình an viên mãn, phát sinh từ sự chết và phục sinh của Ngài. Ơn bình an vì thế là ơn thương xót, ơn của Thiên Chúa làm người đã chết và sống lại, ơn của Đấng cứu độ đã chết cho con người, đã chết cho người được sống, và đập tan bạo lực cho con người được bình an. Bình an là khao khát, ước mơ của con người, mà chỉ Thiên Chúa trong Đức Giêsu, Đấng đã làm người, đã chết và sống lại mới có thể ban cho con người. Chẳng thế mà trong những lời từ giả trước khi lên Jerusalem chịu chết, Đức Giêsu đã khẳng định với các tông đồ: Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Bình an của Thầy vì chỉ một mình Đức Giêsu chịu chết và sống lại mới ban được bình an vô giá này. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian, vì không hời hợt, bừa bãi, giả tạo như bình an của con người đổi chác cho nhau trên đầu môi chót lưỡi, nhưng ăn rễ sâu và dồi dào sức sống trong hy lễ thương xót trên thánh giá của Ngài. Như thế, nếu người được sai đi không mang bình an của Đấng đã sai mình, thì không còn gì quái đản và quái ác hơn. Quái đản vì hoàn toàn ngược với sứ vụ, được sức dầu để loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa, tức đem lại ơn bình an cho những người đau khổ. Quái ác vì bạo lực sẽ ở trong lời họ nói, bạo lực sẽ ở trong việc họ làm, bạo lực sẽ sống cùng họ trong đời sống, khi bình an của Đức Giêsu hoàn toàn vắng mặt trên hành trình của đời họ. Không có bình an của Đức Giêsu phục sinh, họ sẽ tuyên truyền bạo lực. Không có ơn bình an của Đức Giêsu, họ sẽ gieo rắc bạo lực. Không có hoa trái ngọt ngào của thánh giá là bình an, họ sẽ bạo hành anh em và trở thành ngôn sứ giả, người trang chiên thuê, tên phá hoại, kẻ nội thù chuyên rình rập giết chiên, gieo cỏ lùng, gây chia rẽ, rối loạn, hoang mang. Tóm lại, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra gặp gỡ các môn đệ và nhiều người với thân xác đầy thương tích của thánh giá lòng thương xót. Cũng với thân xác phục sinh đầy thương tích, Ngài đã trao ban bình an là hoa trái của lòng thương xót và sai các môn đệ ra đi loan báo tin mừng và chuyển ban ơn bình an của Ngài cho mọi người. Các môn đệ đã nhận ra điều Ngài mong đợi khi họ lên đường với duy nhất một sứ vụ: loan truyền Đức Giêsu, Đấng chịu đóng đinh và đã sống lại. Sứ vụ ấy đòi lòng thương xót vì là sứ vụ của thánh giá cứu độ. Sứ vụ ấy đòi hy sinh vì là sứ mệnh hy lễ. Sứ vụ ấy đòi quên mình vì là sứ vụ hiến mình. Sứ vụ ấy đòi chết đi vì phải như hạt lúa mì chỉ sinh nhiều bông hạt khi thối rửa đi. Vâng, thân xác phục sinh đầy thương tích thánh giá của Đức Giêsu chính là ơn gọi được sai đi, ơn gọi của sứ vụ. Bởi ơn gọi của người môn đệ Đức Giêsu không gì khác hơn là thánh giá của lòng thương xót, và sứ vụ được trao là thông ban ơn bình an, hoa trái tuyệt vời thơm ngon của cây thánh giá lòng thương xót cho mọi người.
Xin Đức Giêsu phục sinh làm tràn đầy tâm hồn các môn đệ Ngài, lòng say mê thân xác đầy thương tích thánh giá và ý thức sứ vụ truyền giáo chỉ có thể thực hiện khi tháp nhập vào thân xác chịu đóng đinh của đấng đã được Chúa Cha sai đến trong thế gian để làm chứng Thiên Chúa là Thiên Chúa của lòng thương xót, muốn hết mọi người được cứu độ.